Thưa các anh chị, đất nước chúng ta thiếu thốn mọi bề, nhưng là một đất nước bao vui, không bao giờ có thể thiếu chuyện khôi hài. Mới đây nhất là câu chuyện Hoa hậu thảm họa, Hoa hậu xin lỗi Quỳnh Trần Ý Nhi. Khi được hỏi ba người nổi tiếng nhất Bình Định mà em biết là ai, thì cô Hoa hậu kể tên mình trước, sau đó là đến nhà thơ Hàn Mạc Tử và vua Quang Trung. Một câu trả lời đi vào lòng đất vì quá tự cao, đặt mình trên cả nhà thơ Hàn Mạc Tử và vua Quang Trung, đồng thời chuyển cả hộ khẩu định danh ông Quang Trung và ông Hàn Mạc Tử về Bình Định cho nó vui chăng. Thật là kỳ lạ. Và chúng ta cùng nhau trao đổi về vấn đề vả miệng và phát ngôn của những người nổi tiếng. Thưa các anh chị, chúng ta bắt đầu từ trường hợp cô Quỳnh Trần Ý Nhi này. Nhưng mà Hoa hậu thì là gì đâu, cũng là người của công chúng, đòi hỏi những chuẩn chất về phát ngôn, về sức vóc, về hình thể, về cách ứng xử. Nhưng rồi những quan phụ mẫu, những người là cha mẹ dân, là đầy tớ của nhân dân thì sao? Nó còn vui hơn cả cô Hoa hậu Quỳnh Trần Ý Nhi nữa. Nhưng mà cô Hoa hậu Quỳnh Trần Ý Nhi này thì bị ném đá, còn các quan chức thì chẳng ai dám nói tiếng nào. Nhưng trước hết chúng ta hãy bắt đầu từ cô Hoa hậu này trước đã. Trong một phỏng vấn gần đây, khi được hỏi hãy gửi tên ba người nổi tiếng ở Bình Định, quê ở Bình Định, Hoa hậu Ý Nhi tự trinh trả lời tên của mình trước. Sau đó cô gửi tên nhà thơ Hàn Mạc Tử, rồi đến vua Quang Trung. Câu trả lời này tiếp tục dấy lên tranh cãi về khả năng ứng xử của tân hoa hậu. Cô tự tin đặt vị trí của mình trước cả vua Quang Trung khi nhắc về người nổi tiếng quê ở Bình Định. Và nó còn thiếu kiến thức nữa, bởi lẽ nhà thơ Hàn Mạc Tử quê ở Quảng Bình, ông sống ở và mất ở Quy Nhơn, Bình Định. Dư luận thì bức xúc, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cho rằng cần phải tước dương miệng cô Hoa hậu này. Tôi chưa bao giờ có ý kiến về các cuộc thi Hoa hậu, bởi thi Hoa hậu đúng nghĩa là tìm chọn những cô gái đẹp, thông minh, hình ảnh được xem là đại diện của phái nữ của một quốc gia trong một thời gian nhất định, trước khi có những cuộc thi Hoa hậu tiếp theo. Cần xem lại trình độ chuyên môn và gu thẩm mỹ của ban giám khảo, ban tổ chức. Những năm gần đây, chất lượng hoa hậu rất kém về cả hình thức lẫn trí tuệ. Tôi gọi là hoa hậu hoa không có hậu, một khán giả chia sẻ. Nhưng không phải đây là lần đầu tiên cô hoa hậu này mắc vạ miệng và bị lên án đâu thưa các anh chị. Cô này nhiều lần lắm, liên tục xin lỗi. Mới đăng quang, mới đeo vương miện, đội vương miện vài ngày thôi, nhưng ngày nào cũng đăng đàn xin lỗi, livestream xin lỗi và khóc lóc, buồn cười thật. Ví dụ như trước đó, ngày chiều ngày 29 tháng 7, Hoa hậu Quỳnh Trần Ý Nhi đã phải livestream xin lỗi khán giả. Nội dung Ý Nhi trả lời gây tranh cãi là cô mong muốn bạn trai phải có ý thức tiến bộ hơn để theo kịp mình, nhưng vẫn mong bạn trai giữ được sự hồn nhiên đúng lứa tuổi của mình và mong tình cảm được lâu bền. Đại khái cô nói là bây giờ cô là hoa hậu rồi, có một danh dự mới rồi, thì bạn trai của cô cũng phải thay đổi để phù hợp và xứng đáng. Thay đổi là gì? Một chàng trai bình thường không thể tự mình thay đổi rồi trở thành một đại gia được. Và trong ý thức của Quỳnh Trần Ý Nhi cũng vậy. Có người hỏi Quỳnh Trần Ý Nhi là hoa hậu thì có nhiều đại gia theo đuổi, thì theo cô suy nghĩ về vấn đề này như thế nào? Thì hoa hậu Quỳnh Trần Ý Nhi nói này, qua mấy tầng nào thì gặp gió tầng đó gì đó vân vân. Tức là hoa hậu sánh với đại gia là chuyện bình thường. Như thế người bạn trai của cô, thanh mai trúc mã của cô, làm sao biến đổi từ người bình thường thành đại gia để phù hợp với danh vị mới của cô được? Một kiểu suy nghĩ thực dụng, giao đổi bạn sang đổi vợ và trở mặt cách quá nhanh chóng. Và vấn đề này chúng tôi đã nói ở một lần phát sóng trước, gọi là giật quá chính mình. Cô hoa hậu này từ một cô gái bình thường trở thành hoa hậu trong một cuộc thi, đã tự giật quá mình và quy mình ra tiền. Quy mình là như thế nào? Mình bây giờ phải xứng đáng là một đại gia, chứ không phải là một người yêu bình dân thanh mai trúc mã như trước nữa.
Người ta thường nói vật đầu tiên mà một người khiếm thị hoặc là một người chữa bệnh mắt bước đi chính là cây gậy dẫn đường. Tôi xin lỗi, tôi không có ý ám chỉ người bệnh. Tôi chỉ nói một câu chuyện ngụ ngôn thôi. Tức là cô gái này cũng vậy. Người bạn trai thanh mai trúc mã này đã cùng cô đi những quãng đường gian khó. Thì bây giờ cô vừa thành công, cô đã đòi bứt bỏ anh này đi một cách đầy ẩn ý. Mà cũng không phải ẩn ý, nó nói như vậy là nó thẳng rồi phải không? Và sau đó thì có một hội ăn thi qua hậu với hơn 300.000 thành viên, thật là khủng khiếp. Cô này xin lỗi nữa, xin lỗi hoài, phát ngôn đủ thứ kiểu. Và mỗi lần phát ngôn xong lại xin lỗi, rồi lại đi vào bệnh viện thăm người bệnh, lại đội dương miệng mặc đồ hoa hậu như là đăng quang. Và đây là một bệnh viện của nhà giàu, thì đi làm từ thiện cho họ lại làm gì, họ có cần hay không? Tức là ngoài phát ngôn ra, cô này còn rất kém trong cách ứng xử. Và tất nhiên là cộng đồng mạng đã tấn công hoa hậu dữ dội, hội anti thành lập với vài trăm ngàn thành viên. Và mọi người cho rằng hoa hậu dù là đã kém giá trị như thế nào nhưng cũng phải có những chuẩn mực nhất định trong văn hóa ứng xử, trong phát ngôn. Còn cô Quỳnh Trần Ý Nhi này không đạt một tiêu chuẩn nào cả và trở thành một đối tượng để bị ném đá. Chúng ta thấy rằng vấn đề phát ngôn không chuẩn mực như cô hậu này thì chỉ gây cười mà thôi. Nhưng có những phát ngôn của quan chức làm cho chúng ta đau xót, và có những phát ngôn gây nguy hiểm cho xã hội nữa, gây thương tổn cho tình yêu nước, cho tình đoàn kết dân tộc và cho nhiều giá trị phổ quát của loài người. Nhưng chẳng ai dám nói gì cả. Có ai dám lập hội anti các quan chức phát biểu vớ vẩn hay không? Và chúng ta thấy rằng vừa rồi nó có một cái dịp may cho báo chí và cộng đồng mạng, đó là những bị cáo trong chuyến bay giải cứu đã tự kể cuộc đời mình và tự bạch, tự bộc lộ tư cách của mình qua những phát ngôn không thể hiểu được. Nói như dân cư mạng là phát ngôn đi vào lòng đất. Họ phát biểu, tôi nói như thế này, con người ta dù đứng trước tòa, đứng trước dòng lão lý hay là những khoảnh khắc quyết định số phận của mình, những giờ phút nguy nan nhất, những giờ phút xuống hố hay là ngã ngựa, thì cũng phải có lòng tự trọng và gìn giữ tư cách của mình. Ít nhất mình cũng là một con người. Còn đằng này họ phát biểu không thể hiểu được, thưa các anh chị, không thể hiểu được với một tư cách như vậy. Nhưng một con người như vậy mới đây thôi là thứ trưởng, là cục trưởng, là quan chức này quan chức nọ, nhưng lại phát biểu ngu ngơ ngu ngờ trái hiểu là kiểu gì. Thí dụ như ông Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhận 21,5 tỷ đồng tiền hối lộ, đã nói rằng không nhận thức được nhận tiền là vi phạm pháp luật. Ông này chúng ta biết rằng leo đến vị trí này thì trình độ văn hóa là như thế nào, học qua bao nhiêu lớp chính trị cao cấp, kinh tế, tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, pháp luật, một bộ kinh luân 36.000 chữ, 3.600 quyển sách trong bụng mà lại phát biểu rằng không nhận thức được nhận tiền, mà không phải là một vài triệu đồng, 20 triệu đồng trả ơn hay một chai rượu, một gói trà gì đó, mà là 21,5 tỷ đồng. Rồi ông Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, thì nói như thế này: khi mở quà ra biết là tiền, bị cáo hơi quản, mà bị cáo hơi quản thôi. Bị cáo liên hệ trả lại nhưng bị từ chối. Bị cáo đã sai lầm khi không kiên quyết trả lại tiền. Ông không này ông sai lầm là ông mở ra ông thấy tiền ông sợ quá, ông tính trả lại nhưng mà người ta không chịu nhận, và ông cũng không kiên quyết, cuối cùng bị phát hiện và bị bắt. Hay là ông Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, nhận hối lộ 5 tỷ đồng. Bị cáo nhận thức đây là tiền doanh nghiệp, không phải là tiền ngân sách nên mới nhận. Này thật là vui phải không? Không phải tiền nhà nước, tiền dân đưa hối lộ thì nhận cũng không có tội gì cả. Ông phó chủ tịch Quảng Nam đã nhận thức như vậy. Hay là ông Chử Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ngọc Anh đến gặp bị cáo trao đổi để xin cho doanh nghiệp được đưa công dân về Hà Nội bị cách ly, về Hà Nội cách ly. Bị cáo nhận từ chị 4 lần với số tiền 54.000 đô la. Người dân đến, cái doanh nghiệp đến để đề nghị xin đưa đồng bào từ nước ngoài về bị kẹt dịch Covid-19. Thì ông
Phó chủ tịch này vui vẻ nhận 4 lần tiền, 54.000 đô la mới giải quyết. Còn ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội thì nói rằng ông không có chạy án, không có môi giới hối lộ gì cả. Ông chỉ vì thương người mà bây giờ mang quạ mà thôi. 44 năm công tác, tôi là thủ trưởng cơ quan điều tra, tôi xuất phát thương người, tôi xuất phát từ thương người nên mới môi giới cho hành vi hối lộ. Ông cô thương người là thương ai? Thương cô Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó giám đốc Blue Sky, và cô Nguyễn Thị Thanh Hằng cũng bày tỏ tình cảm đối với anh giai của mình. Cô nói rằng cô sẵn sàng chuyển án tù từ anh giai sang mình ở thế anh giai luôn. Thật là cảm động chẳng kém gì Dương Quá tiểu long nữ, phải không? Còn ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý nguyên phó thủ tướng thì nói rằng hỗ trợ các doanh nghiệp được cấp phép một số chuyến bay thì nhận được 180.000 đô la, chia làm 4 lần và 100 triệu. Ông này ông nói chỉ ông chỉ hỗ trợ việc cấp phép cấp các chuyến bay đưa người bị Covid-19 từ nước ngoài về nước thôi, và được chia 4 lần tiền, 180.000 đô la và 100 triệu. Bây giờ cuối cùng thì chúng tôi không thể không nói đến về chuyến bay giải cứu thôi, không thể nói đến ông Trần Nhân Tân, phó chủ tịch Quang Nam một lần nữa. Ông này thì chúng tôi có giao tiếp một hai lần ở ngoài xã hội. Ông phong cách rất là vui vẻ, đi họp lúc nào cũng đi trễ nhưng mà ở lại tới giờ phút cuối cùng, và lúc nào cũng dự tiệc cùng anh em khách lạ từ phương xa đến, rất vui vẻ, rất tự tin, thể hiện một phong cách gọi là ngậm thìa vàng đẻ bọt điều, tức là một dương tôn công tử sinh ra là trong quyền quy và cũng được cấp phép quyền quy trong tay mình, Thượng Phương Bảo Kiếm. Ông chưa bao giờ chúng tôi và những người bạn bè nghe ông đọc thơ gì cả, hình như ông không biết câu thơ nào, nhưng ra tòa tự nhiên ma nhập đọc thơ từ Phật Quang, Trần Nhân Tôn là một loại thơ hiếm người biết, rồi đến truyện Kiều, rồi đến đủ thứ loại thơ khác. Là một trong số 21 người bị truy tố về tội nhận hối lộ và nói lời sau cùng. Sau trong gần 10 phút trình bày, ông Trần Nhân Tân nhắc về 25 năm công tác, 5 năm được phó chủ tịch tỉnh. Ông lại đọc thơ Vườn nhà dỗ dắn người chăm sóc, ly trắng đào hồng tự nở hoa, tức là nói rằng gia đình của ông rất an tâm để ông đi tù, và ông cũng rất an tâm về gia đình ông khi ông đi tù, an tâm công tác. Rồi ông nói rằng về việc nhận tiền của các doanh nghiệp thì ông nói rằng điều tiếc nuối duy nhất của tôi là nhận quà cảm ơn bằng tiền của một vị đại diện doanh nghiệp. Tôi rất thấm thía hành vi phạm tội của mình. Và ông lấy kêu trót đà gây diệt trong gai, còn nhờ lượng bể thương bề nào chăng. Rất vui phải không? Đó là những bị cáo đã trình bày tự kể câu chuyện của cuộc đời mình và nhân cách của mình trước tòa. Do họ là bị cáo nên các báo và mạng xã hội thoá hồ mà khai thác những câu nói của họ, cười điên ruột, cười không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, những quan chức đương chức và hiện nay, sau những phát ngôn của họ, họ vẫn thăng tiến vù vù như tên lửa. Những câu nói không thể nào hiểu được và cũng chẳng ai dám góp ý. Thí dụ như có một quan chức thuộc ngành giao thông vận tải đã nói như thế này: Sài Gòn không có ùn tắc giao thông, ùn tắc là xe phải đứng im trong 30 phút, còn Sài Gòn xe vẫn di chuyển nhúc nhích được, không được gọi là ùn tắc. Tức là tôi không hiểu sao Bộ Giao thông Vận tải là một bộ chẳng có liên quan gì đến chữ nghĩa hết, lại rất thích chơi chữ. Chúng ta nhớ ông Thể, Nguyễn Nhân Thể Bộ trưởng đã chuyển thành thu phí thành thu giá trong lúc cơn bão lụt sụt BOT, và sau đó chuyển thu giá thành thu phí trở lại như cũ. Và Bộ Giao thông Vận tải không chấp nhận từ kẹt xe. Trên báo chí thưa các anh chị, ghi kẹt xe là nguy hiểm rồi. Không có kẹt xe, chỉ có ùn tắc mà thôi. Và có một quan chức khác lại cũng không chấp nhận từ ùn tắc. Ùn tắc có nghĩa là xe phải đứng im trong 30 phút. Xe đứng im trong 30 phút thì chỉ có trong bãi giữ xe thôi các anh chị à. Bãi đổ bạc kiên thôi. Còn ngoài đường thì làm sao mà đứng im 30 phút được, chắc điên hay sao. Thì ông này nói nè, Sài Gòn không có ùn tắc giao thông. Ùn tắc là xe phải đứng im trong 30 phút, còn Sài Gòn vẫn di chuyển nhúc nhích được thì không gọi là ùn tắc. Thì thật ha, thưa các anh chị, chúng tôi xin dẫn chứng và dẫn chứng chức danh, phát ngôn và chức danh khi họ còn đang chức đó, còn hiện nay họ đang chức lớn hơn nữa các anh chị. Ví dụ như là chánh thanh tra Bộ Xây dựng Phạm Gia Yên thì ông nói như thế này: dự án chục tỷ, sai phạm 1 tỷ là tốt rồi,
mà dân đừng có kêu dự án 1 tỷ mà bị nuốt 1 tỷ hay là mất 1 tỷ cũng là bình thường, cũng là tốt rồi, đáng khen rồi, đáng lẽ nó nuốt luôn hết cả 1 tỷ. Rồi, vỡ nước ống nước sông Đà, chúng ta thấy rằng có một lần vỡ nước ống nước sông Đà, dân Hà Nội kêu trời và la làng vì không có nước sạch để xài. Thì một vị chức sắc nói như thế này: đây không phải là lần đầu xảy ra sự cố vỡ ống nước sông Đà nữa, chắc cũng không phải là lần cuối cùng, sẽ còn vỡ vài lần nữa. Đề nghị các cơ quan báo chí thông tin định hướng để người dân hiểu và nắm rõ sự cố mất nước này. Tôi làm báo tôi không hiểu là ông này nói như thế này thì báo chí phải định hướng như thế nào. Thì vỡ ống nước thì báo nói vỡ ống nước, có sai đâu, thì ông nói là không được, phải nói kiểu gì đó để người dân an tâm. Bởi vì vỡ ống nước đây đâu phải lần đầu đâu, dân khổ đâu phải lần đầu, vỡ ống nước đâu phải lần đầu, vỡ nhiều lần rồi mà còn tiếp tục vỡ nữa. Bây giờ ông kêu báo chí phải viết như thế nào đó để người dân cảm thấy việc này là bình thường. Bình thường sao được, thưa anh chị, không có nước uống nữa mà bình thường gì, không có nước tắm giặt đánh răng nữa, vui thật. Rồi, trong lúc chúng ta có một thời gian, chúng ta thấy rằng các tỉnh, thành phố thi nhau làm tượng đài. Và ông giáo sư Bộ Ngô Bảo Châu cũng có câu nói nổi tiếng. Và từ đó, ông cũng mất đi hình ảnh chính trị. Ông nói đại khái là xây dựng tượng đài trong lúc người dân còn khó khăn là vô cảm với nhân dân hay gì đó. Nhưng câu nói ông nặng hơn, chúng tôi xin diễn giải như thế thôi. Thì ông từ một người được nhà nước sủng ái, một thần tượng về mặt chính trị và thành đạt, thì đã bị xóa sổ chỉ vì một câu nói đó thôi. Và ông Cầm Ngọc Minh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La lúc đó nói rằng chưa có thiệt tượng đài là thiệt thòi cho chúng tôi. Vâng, Sơn La lúc đó chưa có tượng đài là thiệt thôi cho Sơn La và cho ông chủ tịch. Rồi một người nữa, một ông kiến trúc sư, thì ông lại nói như thế này: tượng đài sẽ là động lực để tạo nên sự phát triển. Không thể nói rằng vì nhiều người còn đói nên để tiền đó mua cơm được. Đôi khi dân phá quá phải đi trước. Mà ông ủng hộ tượng đài. À, ông nói rằng đừng đói và dẫn cho phải xây tượng đài. Vì dân quá phải đi trước. À, chúng ta nhìn tượng đài. À, chúng ta quên đói đi. Thưa các chị. Buồn cười thật quá. Rồi có một ông bộ trưởng tiền nhiệm nữa. Ông trả lời như thế này về cải cách giáo dục. Trong phiên chất vấn của Quốc hội năm 2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục từng nói quá trình dạy học đã thay đổi từ chỗ dạy số đông sang quá trình phát triển từng cháu. Trước đây nó dạy một lớp 40 cháu, nay chuyển sang dạy 40 cháu trong một lớp. Ông nói rằng bây giờ hồi xưa là dạy tổng thể, còn bây giờ quá trình đổi mới giáo dục chú trọng phát triển cá nhân, phát triển toàn diện. Nên ngày xưa dạy một lớp 40 cháu, còn bây giờ là dạy 40 cháu trong một lớp. Trời, nó có khác gì đâu thưa anh chị. Một lớp 40 cháu, nhưng mà một lớp 40 cháu rồi 40 cháu trong một lớp thì khác gì nhau đâu. Mà ông nói đó là một quá trình cách mạng thành rất lớn trong đổi mới giáo dục. Tôi cũng xin thua luôn. Rồi tình trạng như chúng ta thấy bộ chính trị gần đây, Ban chấp hành Trung ương gần đây có rất nhiều nghị quyết, văn bản và biện pháp rất mạnh mẽ để hạn chế việc những người cùng dòng họ làm chung ở một cơ quan đơn vị hoặc ở một địa phương. Thế nhưng trước đó có những người phát biểu cho rằng việc này là lành mạnh, thưa anh chị. Thí dụ như một ông ở tổ chức nói rằng ở một huyện mà có 8 đến 9 người quan hệ hòa hảo với nhau, đây là một quan hệ hết sức ngẫu nhiên. Hay một bà nữa nói rằng con cháu làm lãnh đạo là hồng phúc của dân tộc. Thưa các anh chị, cô quan hậu phát biểu đầy thảm họa mà chúng ta cười cợt, mà chúng ta ném đá cô, chúng ta phê bình, chúng ta đầu tước chiêu miệng cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng so ra với những quan chức thì mức độ tác hại nó kém hơn rất nhiều. Vậy thì chúng ta phải ứng xử như thế nào cho phù hợp? Xin cảm ơn.